Dạ, cháu xin chào cô chú các bác anh chị gần xa đã đến kênh LTK nha. Thì hôm nay thì cháu có tiếp tục về được một số cây như là trang vàng lá nhỏ, trang đỏ lá nhỏ và nguyệt quế một cây thành phẩm và hai cây quế tàn lớn nha cô chú, với hai cây tàn thông, với hai ba cây phôi nha cô chú. Muốn giao lưu cùng cô chú các bác anh chị nha. Thì hôm nay thì cháu số điện thoại của cháu là 0939 707 168, số thứ hai là 0939 666 045. Hai số của cháu đều là Zalo ạ. Dạ, cháu không làm mất thời gian cô chú, thì cháu xin phép vô cây số 1 ạ. Trời nó hơi có hơi chuyển mưa á cô chú. Trời có hơi chuyển mưa á cô chú, có xem hình không rõ thì cô chú kết bạn với cháu ha. Cháu sẽ chụp hình gửi lại cho cô chú xem nha, tham khảo lại. Đầu tiên cháu sẽ vô một cây trang đỏ mã số 1. Cái cây đang cho hoa đỏ nó nha cô chú. Cái cây rất là mạnh cây nha. Thì cái cây này thì đợt rồi có giao lưu rồi, nhưng mà ông khách đó, ổng ấy rồi mà không nhận cây. Thì cháu cũng để là luôn. Rồi bây giờ nó cũng hơi mạnh rồi, cháu sẽ giao lưu lại. Đó, cây mã số 1, cây đế rất là đẹp, cây bonsai nha cô chú. Đó. Rồi cháu xin phép đo thông số. Rồi hoành là 14. Chiều cao là 20. Cái tán ngang. Tán ngang là được 26. Cây này về cô chú thay chậu chơi nha. Nếu mà chơi hết đợt Tết đi, cho nó ra đợt hoa đi, rồi cô chú về thay chậu lại. Rất là mạnh cây cô chú, nhìn thấy cái vàng rễ nó nè ha. Rất là mạnh nha. Rồi cây mã số 1 này cháu xin phép giao lưu với cô chú là 700.000. Cháu bao phí ship toàn quốc cho cô chú nha. Tiếp theo là mã số 2, cũng là trang đỏ lá nhỏ. Cái cây này rất là già cây nha cô chú. Cây rất là già cây. Cây này thì cháu điểm cũng được 3-4 đứt dây rồi. Đó, cây rất là già cây. Hàng này là hàng già nha cô chú. Đó, cô chú nhìn nó kéo mà rất là mạnh cây nha. Đây nó kéo những cái mặt cắt của nó rất là mạnh. Còn những mặt cắt này cháu mới xử lý lại. Đó, cây rất là mạnh, già cây lắm. Rồi cháu xin phép đo thông số cho cô chú tham khảo cái. Chiều cao là 39. Cháu đo tại cây này hơi khó đo nha cô chú. Rồi tại vị trí này là được 36 à. Rồi cái hoành là 29 tại vị trí này à. Tại vì cây này hơi khó đo, cháu đo hạo 2-3 chỗ nha, 2-3 vị trí à. Cây này về cô chú thay chậu chơi rất là đẹp nha. Cái tán ngang là 44. Những cây này thì trong chậu này thì cháu đã xử lý hết trơn, vàng rễ hết trơn nha. Cây này ví dụ như về cô chú nè, thay chậu vẫn được bình thường. Thay chậu vũ đất, vũ rễ nha. Tại vì trong nó còn có cục đất nhỏ thôi. Cháu đã xử lý hết cho cô chú rồi. Để cho nó phúng tược lại rồi cô chú thay chậu vô chậu mới rất là đẹp. Đây mặt tiền nó nằm nha cô chú. Mặt tiền nha. Đây cái vàng hoa nó đây. Đó. Vàng hoa ha. Rồi mã số 2 này cháu xin phép giao lưu với cô chú là 6 triệu đồng. 6 triệu nha cô chú. Cây hàng này bây giờ cũng rất là khó kiếm. Hàng đẹp nha cô chú, chuẩn cây nha. Đó. Tiếp theo là mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Đó, này là mã số 2. Tiếp theo là mã số 3, cũng là phôi trang đỏ lá nhỏ. Cây rất là đẹp. Hàng này là hàng già cây nha cô chú. Cô chú nhìn nguyên cái cụm đế nó rất là nở nha. Rất là nở. Đó. Cháu cây này thì cháu cũng điểm được 2-3 nứt dây rồi nha cô chú. Điểm được 3 nứt dây rồi. Chiều cao là 34. Cây này cháu đo 2-3 vị trí à. Đây vị trí này là được 29 à. Rồi cháu xin đo một cốt. Một cốt này là được 17. Đó, 17. Cái củ đế của nó rất là nở nha cô chú. Củ đế rất là nở. Đây cái củ đế này là được 38. Tại vị trí này nha cô chú. Cái tán ngang. Cái full tán ngang nó là được 53. Đó. Hàng này là hàng già cây cô chú, hàng lâu năm nha. hàng chơi bonsai rất là đẹp, về cô chú thay chậu rất là đẹp. Rồi mã số 3 này cháu xin giao lưu với cô chú là 5 triệu đồng, 5 triệu cho mã số 3, một cây trang đỏ lá nhỏ bonsai. Đó. Cái vàng xương này cô chú sau này về điểm về vàng xương rất là dày nha cô chú, điểm thêm một nước nữa rất là dày. Đây vàng xương nữa ha. Rồi cháu xin phép xuống cây. Gà bị cụp xương sống cô chú ơi, bởi vì nó hơi khó khăn chút xíu, hơi chậm tí xíu nha. Gìn hai cái cây lớn về quá trời nặng, nó cụp xương sống cháu. Rồi tiếp theo là mã số 4, cháu lên phôi trang vàng lá nhỏ. Trang vàng lá nhỏ mã số 4. Đó, cây này thì cháu đã nuôi rồi nha. Cháu có 4 phôi trang vàng lá nhỏ. Những cây này là cháu đã xử lý vàng rễ hết rồi, vàng đất hết rồi. Đó, cháu nuôi chậu. Nó nằm ở dưới một lớp đế dưới nha cô chú. Tại vì cháu lên trên nha. Về cô chú xử lý lại. Đất này thì cháu cũng mới thay nha. Cây rất là nở cây. Chiều cao là 30. Cây rất là già nha cô chú. Nhìn cái độ già cây nha. Hoành là 21. Mã số 4 này có giá là 450.000 cho mã số 4. Đó, cây rất là già cây. Tiếp theo là mã số 5, cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Đó. Phôi trang vàng lá nhỏ. Số điện thoại của cháu đọc không rõ thì con nhờ anh chủ kênh in ở dưới tiêu đề nha cô chú. Cô chú có nghe không rõ thì xem ở dưới tiêu đề nha, số điện thoại của cháu à. Chiều cao là 25. Cây rất là già. Hoành là 18. Mã số 5 cháu xin giao lưu với cô chú là 400.000. 400.000. Chương trình bên cháu vẫn là miễn phí ship cho cô chú tới nhà nha. Cô chú nhận cây rồi cô chú thanh toán tiền nha. Được kiểm tra hàng nên cô chú đừng sợ. Đó, tiếp theo là mã số 6. Trang vàng lá nhỏ à. Đế thì nó chảy rất là đẹp nha cô chú. Đó. Mã số 6. Rồi cháu xin phép đo thông số. Chiều cao là 24. Đây cháu đo cái hoành nha. Cái hoành là được 17 tại vị trí này à. Đó, xuống hoành cũ thì to nha. 24 hoành cũ. Mã số 6 này cháu xin giao lưu với cô chú là 400.000. Cháu bao phí ship toàn quốc cho cô chú. Khi nào cô chú nhận cây cô chú thanh toán tiền nha. Những cây nhỏ gì thì cháu không có nhận cọc nha. Nhưng mà cô chú có chốt cây xem kỹ cây, nhận cây giùm cháu nha. Để cây hoàng đi hoàng về, lỗ tiền ship cháu tội nghiệp cho cháu nha. Còn mấy cây lớn mà tầm khoảng chừng trên 5 triệu, từ 5 triệu trở lên cô chú cho cháu xin một chút xíu cọc nha. Đó, cho cháu xin chút xíu cọc làm tin rồi cháu mới gửi cây được ạ. Chiều cao là được 23. Hoành tại vị trí này là 22. Mã số 7. Mã số 7 cháu xin giao lưu cô chú cũng là 400.000. 400.000 cho mã số 7. Tại những cây nào mà giá trị cao quá thì cô chú cho cháu xin chút cọc. Đó, tiếp theo là mã số 8 là trang vàng. Cái này tông cao nha cô chú. Cháu có 3 cặp trang vàng. Thì đợt rồi nha, cháu có lên 3 cặp vậy đó thì cô chú cũng đã chốt hết nè ha, mua thêm một số cây ngoài của cháu nữa nha. Thì chuyến này cháu cũng lên lần 2-3 cặp. Mã số 8. Cái này là combo 2 cây nha cô chú. Đó mã số 8. Mã số 8 có giá là 400.000, cháu đo thông số luôn. Chiều cao là được 92. Cháu hạo một cây đó nghe cô chú. Đó, 17 hoành tại vị trí này nha. Đó, 17 hoành, cháu đo xích xuống là rất là to nha. 400.000 cho cặp mã số 8. Đó. 400.000 cho cặp mã số 8. Cô chú thích tông cao thì chơi tông cao ha. Trang vàng lá nhỏ. Đây tiếp theo là cặp mã số 9. Đó. Cặp này thì đẹp nha cô chú. Cặp này đẹp nha. Đó. Tiếp theo là cặp mã số 9. và cháu xin phép đo thông số cho cặp mã số 9. Chiều cao là được 79. Cái hoành tại vị trí này là 21. Cháu đại diện đo một cây nha cô chú. Rồi mã số 9 này cháu xin giao lưu với cô chú là 500.000 cho một cặp mã số 9. Như một cây có 250.000 hả nghe cô chú. Rất là rẻ nha. Đó, rất là rẻ mà cháu còn phải bao ship cho cô chú nữa. Tiếp theo là cặp mã số 10. Đó. Cũng là trang vàng lá nhỏ. Cháu sửa lại cho cô chú dễ nhìn. Cái nó hay bị nghiêng. Đây. Đó. Cặp mã số 10. Rồi cháu xin phép đo thông số. Cháu đo xích trên nha, tuốt trên là được 20. Xuống dưới là nó 20 mấy nha cô chú. Chiều cao là được 70. Đó, trang vàng lá nhỏ. Cặp mã số 10 có giá là 400.000. Cháu bao phí ship cho cô chú tới nhà. 400.000 cho một cặp nha. Tiếp theo là mã số 11. Là cháu lên phôi cây Nguyệt Quế thành phẩm nha cô chú. Cây này hàng già lâu năm lắm rồi cô chú ơi. Cô chú nhìn cái nước da đây. Đó. Nước da rất là già lâu năm nha. Hổm gà cháu không có rảnh để điểm nước dây lại. Về cô chú điểm dây lại được nha. Đây, những cái nước cành này là cô chú điểm lại được hết nha. Có mấy cọng dây nó hơi bị siết nhẹ tí xíu mà cháu cũng không có rảnh nữa. Đó. Cây này điểm lại là bắt mâm là ok nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo thông số nha. Rồi cháu sẽ quay lên vòng. Cây nhỏ cây nhưng mà rất là già. Hoành là 15. Cây rất là đẹp nha cô chú. Chiều cao là được 40. Cái phun tàn của nó là được 62. Đó. Cây này là Nguyệt Quế lá chung bông chùm nha cô chú. Hàng này là loại lá chung nha. Đó. Hoa cũng rất là nhiều nha cô chú. Đó. Hàng này hàng lâu năm lắm rồi. Rồi cây này thì cô chú nào mà có muốn ship chậu thì cháu vẫn để nguyên cái chậu cho cô chú ha. Rồi cháu sẽ gắng cố gắng vô thùng ốp cho giữ được cho đừng có bể chậu. Rồi mã số 11 này cháu xin giao lưu với cô chú là 3.600.000. Bao gồm phí ship cho cô chú nha. Mã số 11 3.600.000. Cây này về cô chú điểm lại là vô dây là ok nha. Đợt sau là có bông phà phà. Đó. Ổng gà cháu không có rảnh. Không có rảnh để sửa cái điểm nước dây nó lại nữa. Rồi. Gà làm mấy cây bị cụp xương sống cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 12. Nó cũng là Nguyệt Quế lá. Hàng này là lá sắn hoa chùm nha cô chú. Hàng này cũng hoa rất là nhiều nha. Hàng này hoa nhiều lắm. Hoa nó chùm vậy đó. Cây này thì nói chung là cũng thường chậu rồi nha cô chú. Cây này thì có đặc điểm một cái là cái khuyết điểm cái là nó bị sành đá ở đây nha cô chú. Nhưng mà nó vẫn kéo sẹo đây. Nó vẫn kéo nha, rất là mạnh. Nó không mục nha cô chú, cháu ao cô chú nha, không mục nha. Cái lớp này nó kéo mạnh lắm nha cô chú. Nè. Những đó, nó kéo rất là mạnh nha. Đó. Con zombie đó, thôi vô đi, cho bao quay cây một chút. Đây, cháu xin phép đo thông số. Chiều cao là được 69 ạ. Đó. Cái hoành nó là được 30. Tại vị trí này à. Cái củ nó rất là đẹp nha cô chú. Củ nó rất là tròn. Được 61. Cây này khi đi thì cháu xin phép bó bầu rút chậu nha cô chú. Tại vì những chậu này thì vận chuyển đi thì nó cũng sẽ bể nha. Nó ảnh hưởng tới cây mình. Mình bó bầu thì nó an toàn hơn. Rất là nhiều. Đó. Rồi cây mã số 12 này cháu xin giao lưu với cô chú là 1.600.000. Mã số 12 Nguyệt Quế lá chung hoa chùm. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 cũng là Nguyệt Quế lá chung hoa chùm. Cái này lá xoắn hoa chùm nha cô chú, này là lá xoắn nha. Đó. Nguyệt Quế thì nó tới mấy loại lận nha cô chú. Lá chung, lá nhỏ, lá xoắn nha, lá lớn nha. Đó. Đó, cây thì có cái dáng lông lắc lượng rất là đẹp. Mã số 13. Rồi cháu xin phép đo thông số. Cái hoành là được 22. Tổng cái chiều cao là được 75. Rồi mã số 13 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 700.000. 700.000 cháu bao phí ship cho cô chú tới nhà luôn nha. Chỉ có 700.000 thôi. Đó. Số điện thoại của cháu là 0939707168, cũng là số Zalo luôn. Số thứ hai là 0939666045. Hai số đều là Zalo của cháu nha. Dạ tiếp theo thì cháu lên một phôi Nguyệt Quế nữa. Thằng này là dạng như nó là lá sắn, lá chung nha cô chú. Đây lá chung hoa chùm ha. Cái cây được một cây cành bay. Nặng quá cháu bị cụm sống mà ginh lên không nổi cô chú ơi. Đó. Nặng quá cháu ginh lên không nổi rồi, để con nhờ anh quay đi vòng anh quay nha. Đó. Cái này cháu lết gì được. Đó. Xây tại chỗ đi. À. Cây này đế nó cũng quái nha cô chú. Nó quái theo cái chiều cây, cái mặt tiền của nó cũng rất là có duyên ha. Đó, rất là có duyên. Rồi cháu xin phép đo thông số cái đây rồi con nhờ anh quay lại một vòng ha. Tổng cái chiều bay của em nó là được 1,5 m nha cô chú, hơn 1,5 m nha. Đây tới cái cằn này nè. Tới cái cằn này là được 1,5 m nha. Đó. Rồi cháu xin phép đo cái hoành. Bữa đem mấy cây này về cháu bị cụp xương sống luôn rồi, bởi vì không có làm nổi. Hoành tại vị trí này được 62. Đó. Cây rất là già cây cô chú. Già cây lắm. Cây này là lá chung ha cô chú. Đây, cái vàng bông của nó vẫn còn là nó rụng rồi nè cô chú. Rất là thơm cô chú, có 1-2 cái bông thôi nhưng mà rất là thơm. Cái những mà cắt này cháu mới làm thì hồi chút xíu cháu sẽ xử lý keo nha cô chú. Tại vì sáng giờ cháu làm không kịp. Đó. Rồi cái này là mã số 14. Đó. Rồi cháu quay đây vòng. Đó. Mã số 14. Mã số 14 này thì cháu xin giao lưu với cô chú là 8 triệu nha cô chú. 8 triệu. Cháu bao phí ship cho cô chú nha. Đó. Chút xíu nữa là cháu sẽ xử lý keo lại cho cô chú những mặt cắt nha. Cái này cháu cắt trừ hao về cô chú thì cắt lại nha. Rất là nặng nha cô chú. Cái cây này cháu bao ship cô chú toàn quốc nha. Đó, toàn quốc được. Mã số 14, 8 triệu đồng. Cây rất là già cây rồi cô chú ơi. Rồi tiếp theo thì cháu lên mã số 15 là một cây tàn khủng nha cô chú. Cây tàn rất là to. Đó, mã số 15. Một cây tàn rất là to. Cây tàn này tàn tự nhiên. Bữa hổm cháu cũng có về được một cây, nhưng mà cũng có nhiều người khách chốt rồi. Có khách mua rồi, cũng có nhiều cô chú cũng hỏi mua mà cháu không có đủ cây bán. Tại có một cây, lâu lâu về có một hai cây à. Mã số 15. Cây tàn rất là chọn nha cô chú. Cây đem về không có chỗ để thì cháu phải gỡ cái mái che ra luôn. Gỡ tôn ra luôn cô chú ơi, nó mới đủ. Cây này cháu bứng về được 3 ngày nha cô chú. Bữa nay nó ngày thứ 3 nha. Đó. Cái cây này thì nguyên cái bệ nó liền lạc nha cô chú. Cái bệ nó liền nha. Đó. Cái bệ nó liền lạc hết. Thì vận chuyển về thì cái cây nó vẫn có thể bị chày xước nhẹ tí xíu của chú, nhưng mà không thành vấn đề gì hết nha. Đó. Mình xử lý keo rồi, mình chét keo rồi là cây nữa mình là nó liền là hết à. Không có nhầm ha. Tại trời ống hay chuyển mưa hay có tối, cô chú thông cảm giùm cháu nha. Đó. Cây thì nó liền lạc, không mục bọng gì hết. Cây này là cây lá sắn hoa chùm nha cô chú, hoa rất là nhiều nha. Cây này cô chú có cái biệt thự mà để vô để bàn trà đồ rất là đẹp. Rồi cháu xin phép đo thông số cái đi. Em lấy cái thước kéo ra các em ơi. Ừ. Cháu đo tổng cái cụm này trước đi. Đây, tổng cái cụm này là được 77. Đó. Tổng cái cụm gì là được 77. Từ từ. Đó. 77 là cái cụm này nha. Thằng này là nó liền luôn nha cô chú. Đây. Cái này là nó liền lạc nha, chứ nó không phải là một cây con lên nha. Đây cô chú nhìn nó liền lạc nha. Đó. Liền lạc luôn. Cháu đo tổng hai cái cụm này là được 120. Được 120. Đó. Rồi cháu xin phép đo cái tán ngang. Đưa cái tán ngang. Rồi tới đó đi. Tới chưa? Rồi đo coi đó mét mấy vậy? Mấy mét? 4m9 nha cô chú. Cái tán ngang nha. Đó, cái tán ngang, cái tàn của full tàn của em nó được 4m9. Rồi rút ra. Tổng cái chiều cao. Cái chiều cao của em nó là cỡ 4m nha cô chú. Cái máy mình 3,5 m mà nó lên tới 5 tấc nữa rồi. 4m. Hơn đó cô chú ơi, nhưng mà tính 4m nha. Nó 4m. Cái tán ngang thì 4m9, cái chiều cao là 4m. Rồi cây mã số 15 này thì cháu bao ship cho cô chú là 300 cây số trở lại nha. Cháu đi bằng xe tải, xe cẩu nha cô chú. Cháu xin giao lưu của cô chú là 23 triệu. 23 triệu nha, cây mã số 15. Rồi tiếp theo thì cháu lên cây mã số 16. Đó, tiếp theo cháu lên cây mã số 16 là lên một cặp nha cô chú. Lên một cặp Nguyệt Quế tàn. Cây này thì đợt, cặp này thì đợt rồi thì cháu có giao lưu, bây giờ cháu xin giao lưu lại nha. Có khách mua chốt rồi mà ở Đồng Nai chốt rồi mà. Có khách ở Đồng Nai chốt rồi mà không có chuyển cọc cho cháu thì cháu không có bán được nha. Đó, tại vì những cây này thì cháu phải đi bằng xe tải đây tới ngoài ngoại tới mấy triệu bạc tiền xe rồi. Thì cô chú nào có chốt cây thì chuyển cọc cho cháu. Cháu mới chuyển cây ra cho cô chú được nha. Đó, thì cái nào thì cháu xin nói trước. Để ra ngoài cái đầu cô chú không nhận cây cái tiền xe cháu chết luôn à. Rồi cái hoành tại vị trí này là 62. 62 hoành. Đó, cái thoát thân là được 27. Cây đầu tiên nha. Nắm kéo ra, kéo cái tàn ra. Tán ngang, cái tán ngang là 2 mét. Tới đọt chưa? Rồi. Cái chiều cao tới mặt bầu là 2,5 mét cô chú. Hai cây chiều cao tán ngang nó đều bằng nhau. Có cái hoành thì nó chênh lệch tí xíu. Đây cái hoành cây này thì nó để trao đổi cái hoành cây này. Hoành cây này là 63. Tại vị trí này. Đó, 63 tại vị trí này. Đó. Hai cây này là cái tán ngang với chiều cao là nó một cặp nha cô chú, nó đều nhau nha. Hai cây là nó đều nhau hết. Có thông số thì nó chênh lệch 1-2 phân. Thì cặp này chuyến này cháu xin giao lưu bớt lại cho chút xíu chút đỉnh nha cô chú. Tại giao lưu không thành thì chuyến này cháu nhín lại tí xíu. Rồi cặp mã số 16 này thì cháu xin giao lưu với cô chú là 20 triệu một cây nha cô chú. Một cặp là 40 triệu nha. Cho một cặp cháu bao phí ship cho cô chú 300 cây số nha. Một cặp 40 triệu. 20 triệu một cây. Hết duyên với bữa hổm với chủ kia rồi cháu bán bớt giá lại luôn. Nói chung giờ cặp này cũng khó kiếm cô chú. Hạo trước 4,5 mét. Rồi tiếp theo là mã số 17. Rồi dính luôn. Mã số 17. Dính ra thước luôn. Rồi mã số 17 nha cô chú. Cháu đang kéo chiều cao rồi nó bị dính thước rồi. Đó, mã số 17 cũng là một cây tàn tự nhiên một cốt nha cô chú. Cây tự nhiên một cốt. Cây này về nữa cô chú mà có kéo cái tàn xuống, cái tàn nó bung xè rất là đẹp nha. Như nguyên một cái tàn dù nha cô chú. Cây này với cây số 15 mà cô chú về mà để cái bàn trà đồ uống đã lắm. Nước nó, cái nước bông của nó rất là thơm. Đưa cây đây. Đó. Cái hoa nó rất là thơm nha cô chú. Này về thì cô chú để có mấy cái hầu cá rồi đó để cái bàn trà đồ uống rất là thơm luôn. Rồi cái chiều cao thì cháu Hạo rồi là 4,5 mét nha cô chú. Hả? Cái đó tán ngang lại cái này. Cái chiều cao đâu rồi? Cái tán ngang nó là 4,3 mét. Cái tán ngang 4,3 mét. Rồi cháu xin đo cái thoát thân nha. Cái thoát thân là được 1,3 mét nha cô chú. Chiều cao 4,5 mét, tán ngang 4,3 mét. Cái thoát thân là 1,3 mét. Đó. Cây một cốt nha cô chú. Cây này nữa về cô chú cứ kéo ra nha. Kéo ra là chơi nguyên cái tàn dù luôn. Rồi cháu xin đo thông số luôn. Cái thông số hoành. Rồi con nhờ anh quay lại một vòng nữa ha. Đây tại vị trí này là được 80 nha cô chú. 80 cháu tính 79 thôi. Đó. 79 nha cô chú. Cây là không bị một sẹo gì, không bị một lũa gì hết nha cô chú, không một bọng gì hết nha. Cây liền lạc cây nha cô chú. Cây rất là mạnh nha cô chú, hổng gà con bứng 3 ngày trời về mà cây không xuống lá nha. Cây rất là mạnh. Còn nếu cô chú nào có kỹ nữa thì có chốt cây thì con sẽ tuốt lá cho cô chú. Tuốt lá cô chú về trồng trong chậu bình thường. Nếu tuốt lá thì cây nó mạnh khỏe nhé hơn. Rồi cây mã số 17 này cháu xin giao lưu với cô chú là 19.500.000. 19.500.000 cháu bao phí ship cho cô chú là 300 cây số luôn nha. Cô chú nào có chốt được 2-3 cây thì cháu sẽ bớt cho cô chú chút đỉnh tiền xe ha. 19.500.000. Mã số 17. Cây này cô chú kéo cái tàn ra rất là rộng luôn nha. Nếu mà kéo cái tàn ra chắc nó cỡ 8m, 7m mấy, gần 7m mấy á. Nếu mà kéo cái tàn ra 7m mấy á. Rồi thì cuối clip thì con xin chúc các cô các bác, được dồi dào sức khỏe nha. Có xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh và ủng hộ cho bãi kiển của cháu. Cháu chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Số điện thoại của cháu là 0939707168. Số thứ hai là 0939666045. Hai số của cháu đều là Zalo nha cô chú. Cô chú kết bạn giùm cháu, cháu cảm ơn rất nhiều ạ. Chân thành cảm ơn cô chú.